Xin chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với Salon ô tô Topka, địa chỉ 399 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội. Và hôm nay thì em xin giới thiệu về chiếc xe Kia Sorento bản full máy dầu sản xuất 2019. Và đây là một cái màu gọi là màu nâu đồng cực kỳ là độc trên thị trường hiện nay. Và quý anh chị nào mà đang yêu thích hoặc hợp với màu này thì hãy liên hệ ngay với Salon ô tô Topka để có một mức giá gọi là ưu đãi nhất. Và sau đây em sẽ xin chi tiết về giới thiệu chi tiết về chiếc xe. Và đây là một chiếc xe Sorento form dáng cũ. Đấy. Và xe được sản xuất 2019. Đây là một chiếc xe với mức tài chính đầu tư cực kỳ hợp lý, chỉ hơn 800 triệu. Và chiếc xe của em đã được trang bị hệ thống camera 360. Đó, đây là một cái tính năng chủ trước đã lên. Đấy, quý anh chị sau khi mình mua về sử dụng chỉ việc đổ dầu và chạy. Về chất lượng chiếc xe thì của bên em thì là máy móc keo chỉ nguyên bản. Xe của em là biển Hà Nội, đăng ký một chủ từ đầu, sản xuất 2019 bản phun dầu. Về phần thiết kế của chiếc xe thì là được trang bị hệ thống chụp bô đôi, đem lại cái sự thể thao cá tính và những cái cảm biến xung quanh xe. Và với chiếc Sorento này thì chưa được trang bị hệ thống cốp điện. Đó. Và với một chiếc xe Sorento phiên bản 5+2 thì là sử dụng cực kỳ hợp lý cho quý anh chị gia đình có trẻ em. Với chiếc xe của em thì hệ thống keo chỉ chiếc xe còn nguyên bản. Xe thì không tai nạn đâm đụng ngập nước. Máy móc keo chỉ nguyên bản. Về phần đèn chiếc xe trang bị hệ thống đèn halogen cực kỳ là đẹp. Và với chiếc xe Sorento bản máy dầu này thì với mức tiêu thụ cực kỳ là hợp lý. Với hệ đường kết hợp thì chỉ có 7,9 lít trên 100 cây. Và trong đô thị thì sẽ rơi khoảng tầm hơn 10 lít. Và ngoài đô thị sẽ rơi khoảng tầm hơn 6 lít. Và chiếc xe được trang bị nội thất màu kem cực kỳ sang trọng. Và xe được trang bị hệ thống cửa sổ trời toàn cảnh, đem lại cái khoang lái và khoang người ngồi sau rất là rộng rãi chiếc xe. Và hàng ghế sau của chiếc xe mình có thể chỉnh lên xuống và độ ngả của ghế. Và với cái hàng ghế sau thì cũng được trang bị hệ thống rèm điện. Về phần thiết kế của chiếc xe cũng được trang bị hệ thống khóa thông minh. Đấy. Đây là phần keo chỉ phần chiếc xe. Phần táp ly cửa của chiếc xe còn rất là đẹp. Đấy. Những nút bấm của chiếc xe vẫn còn là đẹp. Và xe cũng được trang bị hệ thống nhớ ghế và ghế chỉnh điện hai bên. Đó. Về tính năng an toàn chiếc xe được trang bị hệ thống 10 túi khí xung quanh xe. Đó. Xe cũng được trang bị hệ thống cân bằng điện tử này, đèn auto. Và xe cũng được trang bị với hệ thống cảm biến xung quanh xe này, với những cái tính năng giải trí đầy đủ, màn hình giải trí kết hợp Bluetooth nghe gọi rảnh tay. Và xe được trang bị là có 3 chế độ lái kết hợp với chế độ Eco. Quý anh chị có thể nhìn về phần nội thất của chiếc xe. Chiếc xe của em chạy có hơn 1 vạn km thôi, cực kỳ là đẹp. Sau đây em sẽ mời quý anh chị cùng xem về phần khoang máy động cơ của chiếc xe. Đây, quý anh chị có thể nhìn phần những cái phần xương của chiếc xe hoặc như phần ốc trong phần khoang máy của chiếc xe. Cực kỳ là nguyên bản luôn, không một lỗ nhỏ. Đây em sẽ mở cho quý anh chị cùng tham quan về phần ốc của phần máy của chiếc xe. Phần ốc, phần máy của chiếc xe đây. Với một chiếc xe Hà Nội thì ốc cực kỳ là đẹp luôn. Xe này của em thì cam kết là không đâm đụng tai nạn ngập nước.
Và với một chiếc xe mà quý anh chị khi mua tại salon ô tô Toka thì sẽ được bảo hành cũng như là có những cái chính sách bảo hành khi quý anh chị mua những sản phẩm bên em, với những chế độ như là bảo hành về chiếc xe trong vòng 1 năm về máy móc khung gầm động cơ. Đi cùng với đó là những giấy tờ cam kết về chất lượng chiếc xe là không đâm đụng tai nạn, ngập nước, hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ, không tranh chấp. Bên em cũng hỗ trợ cho quý anh chị đi check test xe, kiểm tra mọi nơi, cũng như là hỗ trợ ngân hàng cho quý anh chị. Và với một chiếc xe Kia Sorento phiên bản full dầu sản xuất 2019, một chủ biển Hà Nội, thì bên em hiện tại đang chào giá bán với mức giá ngoài 800 triệu đồng. Đấy, quý anh chị mà đang có nhu cầu quan tâm đến dòng xe Sorento full dầu 2019 mà tài chính khoảng 800 triệu thì hãy liên hệ trực tiếp với salon ô tô Toka, địa chỉ 399 Nguyễn Xiển để có mức giá ưu đãi và tốt nhất cho quý anh chị. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi.